Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game The Drug Dealer Simulator 2. Ok, vẫn tiếp tục với công việc đó là đi bán mai thúy. Và chồng mà cần tay, chồng gao các thứ nha các bạn, để phục vụ cho bà con trên đảo các bạn à. Ok, các bạn thấy thì trong cái tập 1 vừa rồi ấy, thì mình đã thay đồ ấy, nhìn đẹp trai liền các bạn. Thay đồ này để làm gì? Để chúng ta chuẩn bị đi gặp một cái nhân vật mới nha các bạn. Thì cái nhân vật này ấy, sẽ là một cái nhân vật sẽ giúp mình mở rộng cái thị trường nha các bạn. Đó là ông Lanzo. Đó, thì ông Lanzo này, nếu các bạn nào không biết thì ổng ở trên khu vực đảo bên này. Thì cái đảo của mình hiện tại đang ở ấy, nó là cái đảo nhỏ ấy, nhưng mà muốn qua cái đảo khác bán cái đảo bên này nè. Đó, thì các bạn phải gặp ông Lanzo đó, tại vì ông nội đó là ổng chùm đảo này các bạn. Bây giờ muốn qua đó, muốn mở rộng thị trường bên ổng là phải qua gặp ổng và xin ổng bán các thứ. Đó, thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi gặp ông nội đó nha. Ok, hôm bữa ngủ dắt cái trời sáng luôn các bạn. Ok, bây giờ đi xuống nó, đi xuống có té không vậy? À, ui trời đất mẹ ơi, leo xuống cầu thang mà cái chân vẫn thẳng à? Hay dữ vậy. Hello, có cần nói chuyện gì với ông này không nhỉ? Tôi không biết làm gì. Cũng chả có gì để nói chuyện nha các bạn. Ok, thì hôm trước thì mình có trồng, để coi coi. Hôm trước mình trồng được mình có thêm cái phân bón ở dưới nước rồi nào, mình sẽ chế tạo thêm 35 cái cây, trồng thêm 35 cây cần tây nữa nha các bạn. Hiện tại thì mình đã có thêm 25 cây này rồi, mình sẽ bỏ qua đây mình xoáy. Mình xoáy để có thêm cần tây. Bỏ vô làm sao tôi quên bà nó rồi trời. Mình vừa thu hoạch được 10, tổng cộng là 13 gram. Ủa vậy? Hình như là mình phải nhập vô đây. Chưa dừng quên các bạn. Rồi ok. Rồi mình đã chế tạo các bạn. Bây giờ là mình đang đợi thêm cần tây ở đây nhá. Nó sẽ sản xuất ra và mình sẽ thu hoạch về. Đó, được 14 mình nè. Thì ở đây thì mình được 14 gram thì mình cũng sẽ sản xuất được một lượng mới đấy các bạn. Thì mình sẽ sản xuất thêm cái loại 4 có 5 gram cho ta. Mình sản xuất thêm 5 gram đấy các bạn. Ồ mà 5 gram thì chỉ sản xuất được có 3 gói thôi. Ok, chơi luôn. Ủa, hết túi rồi. Ủa cái túi tôi đâu? Cái túi đựng đựng gao đâu nhỉ? Trời ơi, thiếu túi đựng gao sao mà sản xuất được. Đây, 5 gram được 3 túi. 5 gram. Sao nó có 2 túi vậy nhờ? Rồi, chúng ta ơi sao còn 5 gram nữa nè. 5 gram một túi nữa. Rồi, ok. Vậy mình có thêm một cái loại mới là 5 gram nha các bạn. Rồi mình cắt cái này xuống đây đi. Bộ sơ cứu hộ phách. Một cái nữa là cái hộ phách này nè các bạn, mình sẽ đem đi bán được nha các bạn. Và cái hộ phách này mình có thể là tìm được trên biển, thì cái đó thì tính sao. Thì ngày hôm nay thì công việc của mình, ngoài việc sản xuất và bán gao, thì mình sẽ có hai công việc hiện tại bây giờ sẽ đi làm, đó là gặp ông Lano và mình sẽ đi nói chuyện với bà Helen để mình bán cái hộ phách đó các bạn. Ok, thì bà Helen đó thì bà gần nhà mình, thì mình sẽ qua gặp bà trước. Rồi mình sẽ qua gặp ông nội kia sau. Hiện tại cũng có quá nhiều khách đặt hàng, đơn hàng của mình. Đi coi coi. Trên đảo nhỏ hả? Đảo nhỏ là đảo của mình đấy. Hiện tại đang là 9 giờ đúng không? Rồi ok, tôi hẹn 10 giờ giao luôn nè. Giao luôn thì để có kiếm thêm thu nhập, để chuẩn bị mở rộng qua thị trường mới. Rồi ok. Ủa, sao bị trừ điểm phản hồi chậm là sao nữa trời? Tôi phản hồi nhanh gì mà còn phản hồi chậm nữa các bạn. Rồi ok, thì 10 giờ thì mình sẽ có cái cuộc giao dịch với 4 người trên đảo nha các bạn. Chỗ này nó có một cái đường xuống nè các bạn, mà bây giờ mà bay xuống một cái là mắc máu rồi đấy. Nên thôi tôi sẽ đi lần này. Đây cũng có một con đường tắt ở đây, nó dễ xuống hơn nè các bạn. Cũng như không luôn, không khác gì đường đẳng luôn. Bay xuống cái cũng xỉu luôn nha trời. Ôi xong rồi, chắc phải lấy bộ sơ cứu ra sơ cứu thôi. Ủa lộn. Ủa xài sao ta? Bộ sơ cứu này xài sao nhờ? Mình cũng không biết bộ sơ cứu này nó xài sao luôn ấy. Bỏ vô đây à? Hay là sao? Đây sử dụng nè. Đó, ok. Mà có lên máu các bạn, nhưng mà không đáng kể cho lắm. Ok, kệ bà đi. Tự nhiên đi nhảy trên núi xuống, tưởng đâu tự tử không ấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gặp bà Helen trước. Bà Helen nếu mà nào không biết thì nó là cái bà mà mình gặp hồi đầu tiên, lúc mà mới vào game các bạn. Yếu gì bay lên cái nền này cũng không nổi, ghét già yếu lụm cụm. Hello,
là bài này các bạn. Nếu anh kiểm tra được nếu anh kiếm được cái hổ phách đó thì có thể là ghé cái cửa hàng của bả, bả sẽ mua cái giá cao. Mình có thể tìm thấy ở các cái bãi biển gần đây và tương lai sẽ có thể là mua thêm cái giỏ đeo tay nữa các bạn. Ok, được rồi. Thì đây, mình sẽ bán cho bả cho các bạn. Đó là cái hổ phách nè. Mình sẽ hiện tại mình đang có 3 cái, mình chắc mình bán hết cho bả đi chứ giờ để làm gì vậy? Thì mình bán sẽ được 1.800, cũng có nhiều đâu ta. Thì sau này chúng ta có thể là bán thêm cái giỏ nè. Ủa sau này đi dịch giỏ được hả ta? Ôi, làm thủ công mỹ nghệ dữ vậy. Rồi mình bán có thể là bán chai giỏ chai nước. Rồi giỏ chai nước lớn, thủy tinh các thứ. Ok, bây giờ mình sẽ bán cho bà đi. Rồi, ok, thì các bạn có thể biết là chúng ta có thể là chúng ta đi dạo dạo trên biển, thấy được cái hổ phách thì mình có thể là đem bán cho bà này. Hổ phách tức là những cái mình không rõ là nó là cái dung dịch và nó cứng lại hay là cái gì các bạn. Rồi mình sẽ kệ bà đi. Thì nó là hổ phách là cái, như cái cục đá đẹp ấy. Ừ. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt con kia mình đi tìm thêm hổ phách nữa hả? Biết đâu tìm vậy. Thôi kệ đi. Bà này tính sao? Bây giờ mình 10 giờ mình đi giao dịch cho 4 người rồi sau đó mình đi qua gặp ông Lano để mình Lanzo để mình mở rộng thị trường nha các bạn. Bây giờ đi giao hàng trước. Đâu rồi nhà khách đâu hết rồi nha. Khách tôi đâu hết rồi. Mấy giờ rồi ta? 10 giờ rồi. Tới giờ rồi, tới giờ giao hàng rồi. Mà khách đâu? Đây. Đây 3 khách. À 4 khách nha các bạn. Rồi giờ tôi sẽ đi tìm những vị khách đáng yêu của tôi để tôi sẽ giao hàng. Đợi tôi khách ơi. Trời ơi, tôi chạy lẹ tới đây mặc dù tôi không có xe đạp, tôi không có xe máy các thứ, nhưng tôi vẫn chạy bộ để giao cho mọi người. Mọi người an tâm. Đây một khách đầu tiên. Ok ok. Rồi tới khách thứ hai nằm đâu vậy ta? Anh trai nè. Không phải. Đây rồi. Toàn đứng ở những cái chỗ mà kiếm thấy bậc của nội không. Rồi ok, anh này 2 gram đó nè, quá tuyệt vời tuyệt vời. Ủa khách tiếp theo ở đâu trời? Bán nó cho 2 khách rồi kiếm mấy khách mới không biết đâu luôn. Gì trên này nữa hả? Khách có mấy khu đứng tập trung hoài vậy? Đâu khách đâu? À đây. Trời ơi, trời ơi, chị không trốn vô bụi lùm luôn đi. Trời ơi, kiếm muốn chết luôn rồi không thấy. Rồi ok. Ủa mình lại quay xuống đây có khách nào dưới này nữa? Hồi nãy giao dưới này rồi mà gõ gàn. Giờ khách nào mua anh này à? Không. Trời ơi, hôm nay mua thiệt các bạn. Nãy giờ ngồi kế bên thì người ta nói luôn đi, không chịu đâu, ngồi im lặng để người ta đi mất tiêu rồi mới đặt mua mới kêu lại. Trời đất ơi, ông rảnh thì chứ. Rồi ok, các bạn thấy là mình vừa giao được cho 4 người trên cái đảo này và bây giờ là mình sẽ chuẩn bị đi qua đảo mới để mở rộng thị trường bán thêm thôi. Để tôi coi đường đi nha. Các bạn có thể thấy nè, hiện tại ấy, là mình có thể là đi qua cái đảo mới bằng cái thuyền trong tập trước hoặc là đi trên cái đường mòn này. Bây giờ tập này chắc mình đi cái con đường mòn thử thôi, chưa biết cái con đường mòn nó như thế nào nữa, nên là mình sẽ đi thử cái con đường mòn đó nha. Chứ đi thuyền này mình đi rồi, mình biết rồi. Hello bò, khỏe không bò? Ui, mình đảo được quá trời bò luôn, làm tí lẩu bò ăn cho nó ngon ngay. Ủa giờ đi đâu à? Okay, now listen up, huh? Từ từ nha. Mình đang có một cái khả năng mới, đó là có thể là dò thăm dò xung quanh đấy các bạn, để có thể là tìm những cái vật phẩm gì các thứ ấy. À đây. Ấm chuột giữa hả? Ấy, hổ phách nè. Uầy, tính ra tôi lượm được hổ phách luôn các bạn. Như vậy mình hoàn thành mẹ cái nhiệm vụ kia rồi. Thì cái hổ phách này sau này có thể là đi bán cho bà nội đó. Ui đấy đẻ. Ui tính ra nhiều quá chứ. Đâu rồi, phải dùng cái tiệt chiêu này để tìm hổ phách thêm. Nó hết cho tôi xài rồi. Ui nhiều lắm luôn ấy. Đây, một đống luôn nè. Phải nhớ chứ, ủa đâu? À đây. Có tổng cộng là 4 cục nha các bạn. Đâu rồi, một cục nữa đâu rồi. Đây. Rồi, 4 cục mình lụm 4 cục luôn. Quá tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, thì mình vừa lụm được 4 cục hổ phách. Thì cái này tí về bán bả sao. Giờ mình đi qua đảo đi. Mình đi mở rộng thị trường đi. Đây. Giờ quay trở lại cái ông nội lái đò nè. Gọi đò ơi. Nhưng tôi không có đi đò, tôi đi bộ. Bữa nay tôi thích đi bộ được không? Không có đi đò nữa. Đi bộ mệt quá. Tôi tự ra nghỉ mệt, teo. Sao có khách gì đặt tôi 5 gram cần tay nữa vậy trời? Ủa từ từ, khách này ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Muốn nhận, tức là khách này mới điện tôi liên lạc để đặt thôi. Đợi tí đi, để tôi đi qua đảo mới, tôi tham quan đảo mới rồi tôi về tôi bán cho ông. Trời đất ơi, tính ra cái đảo nhỏ này hiện tại của mình như là chùm luôn rồi đó các bạn. Ý,
Đó. Ôi, bắt vác đi qua nè, như kiểu là đi cầu vậy đi. Ok, bây giờ là mình sẽ đi lên cái chỗ văn phòng của cái ông Lanzo này nha các bạn. Nó nằm ở đâu cũng méo biết nữa, nhưng mà chắc tôi đi cặp bờ biển này cho nó dễ đi. À, cứ đi thẳng qua bạn. Oh way. Leo cây, vượt đá, cắt tất tổ. Đi vô bụi lùm nữa. Quá dữ. Đâu, cái văn phòng ổng đâu? Quá trời luôn vậy, rộng như vậy. Đây có thuyền mà ổng có cả cá nữa nè các bạn. Này là phơi khô quá vậy nè. Trời ơi, đem xuống con đem nấu ăn ngay. Hổm gài lên đảo này tính ra không có ăn gì hết các bạn, còn hút càng xa không à. Ủa, đường vô là ở đâu vậy? Ở đây. Chắc văn phòng này. Ở đây đúng rồi. Hello anh trai. Ủa ông này không liên quan gì luôn. Mở cửa. Ơ, không mở được cửa này. Hello. I'll be dead. Am I old and blind or is trời that actually you? Thật sự là anh đấy. Billy à. Chết tiệt, tôi không nhận ra anh đấy. Anh làm cái gì đấy? Là cái ông này là cái ông Billy, mà còn tên là Goodman đó, tức là ông này là một người đàn ông tốt nha các bạn. Mà ông này không biết mình, mà mình cũng biết ông luôn, nhưng mà hình như là khá lâu rồi mới gặp lắm các bạn. Chết tiệt thật sự. Anh đang làm gì đây vậy? Tôi, còn cậu làm cái gì ở đây? Tôi nghe nói là có một cái vụ giao dịch tiên dược với cái ông Lanzo. Là cậu à? Tức là ông này ông vẫn biết có một người đến chuẩn bị bàn công việc với ông Lanzo. Và ông hỏi là mình đúng không? Đúng rồi, là tôi đấy, tôi đến giải quyết công việc đây. Nghe này, chúng ta cần thống nhất làm việc của, bây giờ mình làm việc của mình đi. Rồi còn tôi sẽ giải quyết cái công việc với Lanzo sau khi mà mình, sau khi là tôi đi ấy các bạn, sau khi là mình đi ấy. Đó. Và chúng ta sẽ có thể là gặp nhau ở trên cái thuyền của tôi và nói chuyện tại chỗ của tôi. Nghe ổn chứ? À, tức là ông này ổng kêu là mình cứ làm việc trước đi, rồi ổng sẽ làm việc sau với ông Lanzo nha các bạn. Và sau đó là mình với ổng sẽ gặp nhau trên một cái chiếc thuyền và đi đến một cái chỗ nào đấy của ổng đấy. Nghe cũng hấp dẫn đấy. Mà giống như kiểu là ổng bắt cóc tôi vậy mấy ông. Ok, rồi tạm biệt ổng nha. Ở đây ông Lanzo là ổng này à. Ui, sao này đang ngồi hái gao, đang lặt gao, chuẩn bị nấu cơm ăn với ông anh xoài. Chúng ta có quen nhau không? Ủa ông này không biết tôi à? À, tôi là bạn của cái ông Marcus, ổng nhớ tôi không? Tôi đang chỉ định ổng kêu tôi đến gặp ông đấy. Nice to meet you. I guess. Rồi, được rồi, rất vui được gặp anh. Tôi là Lanzo. Nếu anh muốn làm trên muốn làm ăn trên cái quần đảo này ấy, thì anh cần phải thông qua cái ông nội này. Đó, thì tôi sẽ giúp anh quảng cáo nè. Tôi giúp anh và tôi sẽ nhận được cái phần trăm của anh. Có ý kiến gì không? Tức là bây giờ là mình muốn bán trên cái đảo này là phải thông qua ông này. Và ổng, mình còn phải trả tiền cho ổng nữa các bạn. Chia phần trăm cái tiền bán cho ổng nữa. Và ổng sẽ quảng cáo cho mình để ổng bán cho mình. Nghe cũng ổn đấy. Một lần nữa, ở cuối cái hành lang này, anh sẽ thấy một cái căn phòng và có một cái điện thoại. Anh có thể dùng để nghe những cái tin nhắn của mình. Cứ tự nhiên sử dụng cái giường. Nhưng đừng quá quen với cái việc mà tôi tốt bụng như vậy. Là ổng cho mình một cái căn phòng luôn à. Có giường luôn à. Có điện thoại để chết tin nhắn luôn à. Cũng hợp lý đấy. Rồi ok, như vậy là mình đã hoàn thành được cái việc mà gặp cái ông Lanzo này, cũng như là mở rộng cái thị trường trên cái quần đảo này nha các bạn. Đó thì ok. Ủa, bây giờ mình lên thuyền để gặp ông Billy à? Tôi chưa xong mà nhờ. Rồi ok, nhưng mà để mình tìm cái ông Lanzo đây mà. Từ từ, đợi tôi một tiếng nha ông Lanzo. Ủa, ông này là ông Billy. Cái phòng ở đâu? Mở cửa sổ đây à? Ui, phòng có cửa sổ đây, chắc đây là phòng tôi quá. Ủa cái gì vậy? Cái phòng hay là cái bãi rác vậy? Trời ơi, tôi xuất quên cái văn phòng tồi tệ đó. Đó là lý do tại sao tôi, mặc dù dù sao đi nữa thì ngoài kiếm, nói chung là đây là cái phòng của tôi à. À, có cái giường nè. Như vậy là giường này là mình có thể là ngủ đó các bạn không? Ngủ hoặc là cắt đồ hoặc là di chuyển đi nơi khác vậy đấy. Có gì nữa? Okay, now, that's your base of operations. Here you can check the status of your territories, your wealth, your street cred, and much more useful mình có thể là kiểm tra những cái tình trạng các khu vực tài sản và cũng như là các thứ ấy. Các bạn có thể là nhìn ở góc dưới bên phải, không biết camera mình có che không, thì cái khu vực mà đảo nhỏ của mình ấy, mình đã được 4 sao và cũng như là đầy cây, tức là cái độ uy tín mình nó như, nói chung là chùm đảo này vậy các bạn.
Bây giờ là mình sẽ làm việc trên cái quần đảo này. Thì hiện tại mình chưa có gì trên quần đảo này hết, nên mình sẽ cố gắng để mở rộng thị trường ở trên cái quần đảo này nha các bạn. Đó, thì ngoài ra cũng còn rất là nhiều đảo trên này nha các bạn. Biết nào mà tôi có thể là mở rộng được toàn bộ thị trường trên cái khu vực này đây. Ừ, chả biết luôn. À, cái điện thoại đây. À, đây là cái điện thoại nha các bạn, để mình có thể là đọc những cái tin nhắn và cũng như là đơn đặt hàng các thứ các bạn. Để tôi xem nào, có đơn đặt hàng không nhỉ? Đây rồi. Thì đây là những cái đơn đặt hàng ở trên đảo nhỏ hết các bạn ơi. Bây giờ mình đang bên quần đảo rồi. Thôi bây giờ đi gặp ông Billy trước đi. Giờ gặp ông ở đâu nhỉ? Ông đứng ở đây thì gặp ông ở đây đi, nó còn kêu tôi đi ra dưới đầy nữa. Xuống đây làm gì? Quay, có cái du thuyền nữa nè. Ủa, lên được luôn à? À, đây là cái du thuyền của ông Billy. Ồ, à, ông nữa đây. Ủa, quay, ông lấy thuyền, ông đưa mình qua khu vực mới cho các bạn đây. Quay, cái gì đây? Theo Billy đến dinh thự à? Vậy là đây là bạn cũ của tôi mà bây giờ làm đại gia rồi các bạn. Trời ơi, anh trai ơi. Sẵn sàng chưa, đi theo tôi. Dẫn đường tôi đi. Trời ơi. Ê, cao nhân phù hộ rồi các bạn. Cao nhân cứu trợ rồi. Để xem cái đầu gối của anh có tốt không. Sau từng năm ấy. Là cái gì nữa. Uầy. Uầy. Nhà xịn thực sự. Nào người bạn của tôi, hãy đợi tôi. Trời ơi, lâu quá chúng ta không gặp. Tôi rất nhớ anh nha, anh Billy ơi. Anh có nhớ tôi không? Bây giờ là chúng ta đi đâu đây anh Billy? Cái gì rồi anh Billy ơi? Vật chắn đường bảo vệ công đội. Bây giờ đây, à, ở đây ông đây. Anh bạn, thật là vui khi mà sau ngàn ấy năm, sao lại đến cái nơi tồi tàn của tôi vậy hả? À, bây giờ là ông này như kiểu là chùm trên cái đảo này các bạn. À, cái ổ lợn này là của ai? Là cái làng là kiểu là cái dinh thự này là của ai các bạn? Tôi đã gây dựng mọi thứ khá là ổn ở đây. Thấy mấy cái trạm mà GSM kia không? Công ty di động của tôi sở hữu tất cả. Tôi đã đưa cái đảo này ấy ra khỏi cái thời kỳ đồ đá đồ đồng. Còn cái câu chuyện của anh thì sao? Ồ, tức là ông này bây giờ là có một cái công ty di động rồi đấy, và nó gắn những cái trạm liên lạc ở trên cái đảo này. Tôi chưa đọc nữa. Không hẳn, với cái chế độ độc tài này ấy thì sẽ không thể kiểm soát được những cái thứ nhiều thứ dù nó là của mình, nhưng giàu thì vẫn hoàn giàu thôi. À, tức là nói chung là bây giờ mình cũng phải làm giàu rồi đúng không? Có lẽ chúng ta sẽ trở nên giàu có không nhỉ? Ông có thể cho tôi giàu có luôn không? Vậy đến đây để dành một phần của giấc mơ Mỹ à? Kế hoạch gì không? Bọn tôi sẽ lập ra một cái đường dây tiên dược nhỏ với Marcos và cái nhóm kia là cái nhóm mà mình vừa gặp đó các bạn, Lancot. Marcus is here too? Marcos cũng ở đây à? Chết tiệt. Cái thằng nhật nhạt đó mà ghé thăm tôi lúc khác đi. Loại tiên dược nào ở đây? À, tức là ổng hỏi mình bán cái gì đấy. Thì mình bán cằn tay nè, Afentamin nè. Ủa, cái Afentamin này mình chưa được sản, không biết sản xuất sao nha. Và các món nhẹ nhàng. Trước mắt là vậy. Được rồi. Tôi hiểu mà. Chết tiệt, chúng ta phải hợp tác thôi. Tôi sẽ giúp chiếm cái đảo này. Tôi biết chỗ này có vài mối quan hệ và cũng quen biết nhiều người. Ồ, ông này bây giờ ông giúp mình mở rộng thị trường ở trên cái đảo này luôn à. Anh giàu vậy mà giờ lại muốn dính vào cái hoạt động phi pháp nè. Bất hợp pháp. Chết tiệt. Ở đây không có chuyện bất hợp pháp hay là hợp pháp gì cả. Có những cái thứ mà chính phủ không có quan tâm luôn, và những cái thứ mà họ không thích anh làm. Cảnh sát ở địa phương này thì có thể là gây gắt gói cho anh, nhưng cho đến khi mà anh dính đến quân đội ấy, thì hiện giờ chúng ta vẫn ổn. Tại sao dính đến quân đội là sao tôi không biết nữa. Còn họ thì sao, đừng lo, chúng ta sẽ nghĩ về điều đó khi mà đủ mạnh để chúng lo sự đến lúc đó mà chúng ta mới ra. Nói chung không nói gì vòng vòng. Nghe này, đây là cái kế hoạch. Tôi sẽ gọi vài cái cuộc điện thoại, sắp xếp mọi thứ và liên lạc lại sau. Chúng ta sẽ có nhiều việc làm
nhân viên của tôi sẽ đưa anh về nhà. Ồ, được đưa về nhà luôn rồi, nghe ổn đấy, gặp lại sao. Ồ, tức là tổng cộng cái cuộc trò chuyện này là như thế này. Kiểu là ông này, ổng là một coi như một cái đại gia trên đảo này đây, và ổng làm việc hợp pháp nha các bạn. Nhưng mà ổng biết mình với ông Marcos lên đây thì ổng quyết định là sẽ giúp đỡ mình với Marcos để mở rộng thị trường. Và ổng, mình còn bảo, mình nói trước ổng là cái nghề này nó phi pháp chứ, lắm. Nhưng mà ổng nói là trên đảo này nói chung cũng chả vấn đề gì. Đấy, ok. Thì cảm ơn ông nhiều nha. À, bây giờ chắc là tôi đi về. Nhưng mà ổng có người đưa mình về đúng không? Good, ok, cảm ơn ông. Ủa giờ xuống sao nhỉ? Đây 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 đây. Uầy, có xe đưa về nữa nhỉ. Để tôi bay xuống cho nó lẹ. Đi gì cho lẹ chứ giờ đi xuống đường kia lâu lắm. Hello. Hello anh trai. Lái xe đưa em về nhà anh trai ơi. Trời ơi em nhớ nhà lắm rồi. Bây giờ là sử dụng cái băng đồ để xác định. Ủa, à ông đưa mình về đây à? Đưa về cái chỗ của ông ông Lanzo. Bây giờ mình sẽ đi vô cái kiểm tra lên cái điện thoại lại các bạn. Mở một cái đợt khuyến mãi trên cái quần đảo này và nhận tiền của Lanzo các thứ. Ok, bây giờ vô gặp ông Lanzo này để mình đưa hàng cho ông các bạn, để ông bán. Đây là ông này đúng không? Đây mình sẽ có nhiều loại hàng để mình đưa ông bán nha các bạn. Và mỗi lần đưa bao nhiêu nhỉ? Tạm thời mình đưa ông 3 gói 5 gram. Đưa ông nhiều đó nha. Ông ăn phần trăm của mình mà mình đưa ông nhiều đó nha. Ok, đưa luôn. Ông bán cho mình mà, mở rộng thị trường. Rồi, ok, bây giờ mình đã đưa cho ông 21 gram rồi nha các bạn. Thì ông làm gì đó, ông làm rồi đem tiền về cho tôi nha. Ok, giờ mình làm gì đây, giờ tôi làm gì đây? What do you need? Bây giờ vô check điện thoại đúng không? Check điện thoại để nhận đơn hàng thì phải. À, có một cái cuộc điện thoại của ông Marcos. Yo, man, nghe này. Anh có thể lấy cái động cơ thuyền từ cái tiệm sửa chữa trên đường về nhà. Có nhà đang bán để mình có thể là mua các bạn. À, tức là ông bảo là có một cái chiếc thuyền để có thể là đưa mình về nhà. Chắc là cái chiếc thuyền mà mình thuê đi hôm qua trong tập 1 ấy. Còn cái việc mà ông nói nữa là hiện tại là ông Marcos ông có vài cái, ông biết vài căn nhà bán giá rẻ để mình có thể là mua để có nhà riêng ấy. Ok, cái này cái bà đi, cũng chưa quan tâm lắm. Ô, bây giờ đi gặp nhà thực vật học gì nữa nè. Để mình xem anh nào. Bây giờ là tìm khách hàng trước. Thì hiện tại, ô đây 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 có rồi các bạn. Bây giờ mình đang có một vài khách hàng trên cái quần đảo này nha các bạn. Quần đảo khác và đảo nhỏ khác nha. Đảo nhỏ là trên đảo mình nha. Và cái công việc thứ hai là mình sẽ bắt đầu khởi nghiệp bằng việc là thu tiền để sửa chữa cái phòng thí nghiệm cũ của mình. Tổng cộng là 50.000 nha các bạn. Làm sao mà nhiều đó nha. Sau đó là mình còn đi lấy lòng ông Lanzo nữa nè. Rồi còn phải thu thập cái thông tin về cái nơi ẩn nấu có sẵn gì đấy. Ở cái này méo biết là ở đâu luôn. Và sau đó mình đi nhận tiền của Lanzo lại. Tức là cái tiền mà nhờ ông bán cho mình nè các bạn. Một cái công việc khác nữa đó là mình đi gặp một cái nhà thực vật học và nhận cái động cơ thuyền sau khi mà được sửa chữa xong vậy đấy. Chả biết, nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ giao vài khách ở trên đảo này đi các bạn, để mình lấy lòng tin trước. Bây giờ là đã 14 giờ đúng không? Chắc mình sẽ giao lúc 14 này được luôn không? Được luôn nè. Đấy, mình giao giờ này luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi giao hàng thôi. Ủa, 14 giờ ngày mai mà. Chết cha rồi. Tôi cài tặng 14 giờ ngày mai lần các bạn ơi. Ok. Không biết sao luôn các bạn. Hiện tại thì chúng ta sẽ có một vài cái địa điểm mới nha các bạn. Đầu tiên là mình có thể là quay về cái phòng thí nghiệm của mình ấy, cái chỗ Marcos ấy, để mình thu gom tiền gì đấy để sửa chữa cái phòng thí nghiệm lại. Và thứ hai là mình sẽ gặp ông nhà thực vật học gì đấy. Để nói chuyện và kiểm tra. Nói chung là chắc mình học cái gì về trồng rau ấy. Rồi tìm khách hàng tiềm năng, nhưng mà khách hàng bán lẻ. Ok, cái này mình tí mình đi đến đây nhá. Nhận động cơ thuyền máy sau khi đã sửa. Như vậy là khả năng cao là mình sẽ có một cái chiếc thuyền gì đấy để mình di chuyển hay sao ấy. Thu thập cái thông tin về cái nơi ăn nó có sẵn. Gặp người liên lạc của Marcos để thảo luận về bất động sản và nhiều công việc để làm đó nha. Bây giờ cũng chưa có thể giao hàng được thôi. Bây giờ chắc khả năng bây giờ là mình còn trên đảo này thì mình qua cái địa điểm này trước nha các bạn.
ai qua địa điểm này trước, và sau đó là mình sẽ lên trên gặp ông nhà thực vật học sao. Ok, đi thôi. Có đường đi đâu trời, đi giết cũng hết biết đường đi luôn. Ở đâu ta? Xuống thẳng dưới này à? Ủa thằng giờ có thể là cho tôi chiếc xe đạp cũng được, tôi đạp cho nó đỡ mỏi giò cái gì đó mà nhiều cái gì vậy? Những cái vách trắng được bảo vệ bởi những cái côn đồ địa phương thì có thể gây ra nguy hiểm nếu mà uy tín trên đường phố của bạn thấp. Ồ, khi mà uy tín mình thấp quá là bị côn đồ nó kiếm chuyện ra đây các bạn. Đâu nhờ? Phải đây không? À đây đây, đúng rồi. Như là bà nội này. Hello, hello chị. Ủa bà này bà mua là Aphentamin các bạn. Mình chưa có cái này. À đây 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 đây, đây, đây. Ông này ông mua 1 gram. Khách lẻ khách lẻ. Ok giao. Ok, mình cũng có tí rồi là uy tín trên đảo đấy. Bán được một người là có uy tín rồi này. Rồi sau đó chắc mình sẽ lên gặp cái ông nhà thực vật học này ha. Trên khu vực đó thì như mình cũng chưa lên bao giờ các bạn. Đâu đó nhỉ? Hey, hey, you see that blockade there? Này, thấy những cái vật cản không? Nó không ở đấy để chơi đâu. Dân địa phương đặt chúng trên những cái con đường các thứ ấy. Đi phải cẩn thận các thứ các bạn, không là bị kiếm chuyện đấy. Con này con gì vậy? Con gì chợ? Or illegal stuff using roads is also risky, so keep that in mind. Ông bảo mình nên sử dụng thuyền để di chuyển các bạn, không nên đi bộ nhiều. Nhà này là nhà của ông nhà thực vật học à? Đâu nhà ông nào? À đây, đây phải không? Ờ, ở đây, ông này. Do I know you? Chúng ta có quen nhau không? Mà cách mà lộ mặt kết đã gửi tôi đến đây. Gotcha. À, hiểu because rồi, vấn đề tôi vừa bổ sung hàng. Nên bây giờ là anh có thể mua những cái hạt giống và các thứ liên quan đến việc cái trồng trọt của tôi. Hiện tại thì anh có thể là nói chuyện với người anh em sinh đôi của tôi. Anh ấy bán thiết bị trong phòng thí nghiệm. Ô, oh, tức là mình đến đây mình mua những cái hàng để mình về mình trồng à. Đây ông này à. Đâu đây con bán cái gì các bạn? Ở đây thì có một cái thùng chứa nhỏ nè. Một cái thùng chứa cổ vừa và thùng chứa lớn. Thùng chứa này thùng chứa gì tôi cũng méo biết các bạn. Có thêm một cái khay để mình có thể là gắn trong cái phòng thí nghiệm ấy. Bằng cái giá phơi. Giá phơi ngoài trời. Ui thế mình nhiều. Mắc tiền lắm á nha các bạn, có một cái xô nước nữa nè. Thì đây các bạn có thể thấy là đa số là những cái món hàng mà để mình bỏ vào phòng thí nghiệm để mình sản xuất cái các bạn, để sản xuất mấy cái đồ rau củ quả rồi đấy nè, để mình bán. Thì cái này thì phòng thí nghiệm cũ của mình nó cũng đã có rồi, thì nói chung mình gặp ông này mình biết cái địa điểm này để bán thôi. Chứ tôi có tiền đâu mua. Để bây giờ tôi gặp ông lại tôi mua sao. Bây giờ là mình sẽ đi đến một cái địa điểm mới nha các bạn. Hay là mình về nhà nha. Bây giờ để coi có khách nào để giao hàng không. Đây dành có nguồn đảo có một đơn mới nè. Tôi cài 4 giờ sau đó là bây giờ 5 giờ là về tới đảo nhỏ là mình giao hết cho khách ở đảo nhỏ vào lúc 5 giờ luôn. Và sau đó mình về cái phòng thí nghiệm của mình nha các bạn. Đi thôi. Ui xe xịn quá, xe xịn quá. Ê, ui mở được cốp xe. À, cần cái xà beng để mở được cái cốp này. Ok, một ngày nào đó tôi sẽ quay lại đây để tôi mở cái cốp này. Cái này nó có một cái dấu chấm hỏi gì nè các bạn. Là cái gì nhỉ? Khả năng chắc sau này còn thêm nghề mới nữa đi các bạn ơi. Nghề gì thì các bạn cũng biết rồi. Các bạn thấy mấy cái xe trên đường chưa? Chuẩn bị có nghề mới rồi đấy. Ơ quên nữa, bây giờ mình giao cho cái ông nào trên quần đảo trước nha. Một cái ông trên quần đảo lúc 14 giờ nè. Mình giao cho cái ông này trước rồi mình mới về bển các bạn. Ông ở đâu vậy? Ra nhận hàng đi anh Trai. Nội này ở đâu vậy? À đây 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 đây, đây. Coi coi. Đứng tuốt trên này nè. Nè các bạn thấy mấy cái chỗ này không? Người ta chặn lại đấy. Để mình đi nó khó đấy. Ông nội nè. Thằng này thằng cung đồ sao các bạn, nó hỏi mình có tiền không? Tôi quýnh lộn ra. Ôi trời ơi. Chưa gì hết, tao tưởng đâu khách hàng của tao. Mày hả mày? Quýnh không, quýnh không, quýnh không. Ui, sò. À, có đỡ ra. À, đỡ là quýnh mày hả mày? Mày, mày ỉ mày hai người mày. Quýnh tao mày, quýnh tao mày. Mày, tao lấy cái xà beng. Ký cái đầu rồi bây giờ. Mày hả mày? Ây da, ây da. Ui,
Dạ. Mày quýnh tao đào đấy. Mày quýnh tao đào đấy. À, một thằng ơi, mày chạy đâu mày chạy? Mày chạy đâu? Mày chạy đi đâu? Cảnh cáo hai thằng bay đợt này á. Mày coi có gì không? Ai giời ơi, có 3.000 lắm. Mày có gì không? 8.000. Rồi ơi, ok đấy. Kiếm lợi phẩm các bạn. Hai thằng bay nhớ mặt tao nha. Cảnh cáo hai thằng bay đấy. Cha vậy, đi giao hàng cho khách. Ở khách tôi đâu vậy? Ừ, khách ơi, khách à, khách đứng ở đâu vậy? Ông này quá, phải không? À, anh mua hàng của em đúng không? Ở đây rồi, đúng rồi. À, em giao hàng cho mình nha. Rồi cảm ơn anh nhiều. Giờ em đi về đây. Ghé ông nội này chỉ bệnh chứ rồi các bạn. Ông này là cái chỗ y tế rồi. Gì đây? Hoài bị xe tải đâm mà. Để tôi xem nào, chỉ đến là 15.000. Dữ vậy? Không đời nào. Thôi để tôi tự hết bệnh đi. Vậy về đó các bạn, về đảo mình để mình giao hàng vào lúc 5 giờ chiều. Sau đó mình sẽ về cái văn phòng, gọi là văn phòng của mình nha các bạn. Ê, chết cha vậy. Ê, giờ sao gọi ông thuyền nó qua nhờ? Giờ sao kêu qua rồi? À, ra mình bơi về đi nha. Mình bơi về thử coi. Game này là cái thằng nhân vật nó biết bơi các bạn. Đấy. Nên là mình sẽ thử bơi về bên bờ bên kia luôn. Ừ, khỏi đi thuyền. Khỏi tốn 50 đồng. Bơi cũng hợp lý đấy. Bơi nó hơi lâu. Ôi dồi, lặn xuống đường luôn nè. Quá dữ. Chỉ là tính ra nếu mà bữa nào rồi đó bụng có thể. Cái gì? Vậy? What? Ủa tôi đang đâu vậy? Bà về tới bên đảo bên này rồi. À ok, thôi về được tới rồi kệ bà đi. Còn hổ phách gì dưới này không ta? Ây dồi ôi. Còn nào nữa không? Rồi ok các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ di chuyển về trung tâm đảo rồi đó các bạn. Về cái phòng thí nghiệm của mình sau nhá. Tại máu mình đang bị mắc hơi bị nhiều đấy. À, bây giờ mình qua chỗ bà Haley để mình bán cái hổ phách trước đi ha. Rồi cũng tới giờ để mình đi giao hàng luôn rồi. Kiếm thêm tí uy tín trên đảo này cũng như là tí tiền. Đây, hello chị. Hola. Con ít đồ. Pensaba que nunca lo bienvenido. Gì vậy? Cái gì đây? Tôi cần bán đồ nè. 5 hổ phách. Nhiêu tiền đây? 9.000 mấy à? Wow, adiós amigo. 100 mấy ngàn rồi các bạn. Ok. Bây giờ là mình sẽ đi giao hàng cho tổng cộng là đây các coi. Mấy người nhỉ? 3 người. Ủa? À không phải. Ủa? Hai người trên đảo nhỏ này sao ấy? Hai đấy nhờ. Đây, nói chung giờ tôi muốn thuộc chỗ mấy người này đứng ở trên luôn. 2 gram cho anh trai. Chơi đồ ít thôi nha. Chơi hơi bị nhiều rồi đấy. Cái này thì chắc có đứng đâu đây nào đó đấy chưa. Đứng vài chỗ tôi quen thuộc luôn. 4 gram à. 4 gram cho anh luôn. Và một cái vị khách bên này nữa. Đảo nhỏ này bây giờ nói chung là mình là chùm cái đảo nhỏ này rồi các bạn. Nhưng mà vẫn phải phục vụ những người khách trên đảo này. Sau này chắc thuê đàn em đi bán tiếp. Chứ mình nên tôi chạy qua đảo nhỏ rồi quần đảo các thứ nó hơi bị lâu ấy. Đâu đó nhờ ông này à? Anh trai. Đúng không rồi. 4 gram. Ok. Sao có khách nào nó vậy này nè. Còn khách dưới này nữa nè các bạn ơi. Rồi gặp khách này nó ra tôi đi về à. Giờ tôi ngủ à, chiều rồi à, đi sáng giờ hay bị mệt rồi à. Khách nào đây? Ông nội nè. Phải ông này ông ăn xin đi thôi. Ủa đâu vậy? Khách đâu vậy? Nào mua đó nhờ. Ơ kìa. Đứng ở đâu vậy? Trời, đứng ở trong này không lấy luôn. Ông ở đây đứng ra ngoài không vậy? Gái à, đứng trong này tôi mới thấy bà tôi mới sợ. 1 gram này với 2 gram này là 5 gram. Ok, như vậy các bạn thấy là mình đã giao được cho 4 người. Tổng cộng thì hiện tại mình đã có một lượng tiền đó là 155 đồng. Đây cũng là một số tiền cũng phải gọi là tương đối khá là lớn rồi đấy. Mình có thể là mua đồ một thứ rồi. Bây giờ mình sẽ quay về cái phòng thí nghiệm của mình để mình sửa chữa cái phòng thí nghiệm. Và đâu đó là tầm 50.000 nha các bạn. Là mình còn đâu đó khoảng
105. Tao đi leo cái gạo đi cho lẹ. Hả? Mỗi lần đi vô về nhà là cả vấn đề, leo tới leo lui, leo tới leo lui hoài. Về đảo thôi, về nhà thôi, ngủ luôn cho rồi đi. Tôi về rồi Marcus ơi, nhớ tôi không? Tụi đây là tụi đây. How's it going? Mọi việc sao rồi? Đấy rồi, tuyệt vời, thế là đủ. À, bắt đầu sản xuất rồi làm việc đó đi. Ủa là đưa tiền ông rồi đúng không? À còn 105 nè, như vậy là mình đã đưa tiền ông để mình gọi là dạng như bảo trì vậy các bạn, bảo trì cái khu vực này của mình. Bây giờ là mình đã có thêm phân bón rồi. Ồ, thiếu nước nha. Nước này ở đâu nha? À đây 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 đây. Bỏ thêm nước vô. Bỏ đâu nha? Ủa, mình bỏ nước vào chỗ nào nha? Khu vực sản phẩm hả? À, cái này là nó sản xuất ga. Hình như là mình bỏ vào cái khay. Bỏ vào cái khay này các bạn. Ủa, chết cha, tôi nhầm. Giờ mình lấy cái hoa này ra trước đó nha các bạn. Rồi, hình như là mình bỏ nước vào cái khay này nè. À, bỏ vào đây. Đấy. Bây giờ là có nước rồi, có phân bón rồi, mình sẽ chế tạo thêm 35 cây nữa nha các bạn. À, sản xuất được nhân 2 lần. Rồi, ok. Mình vừa có thêm cái hoa này, mình sẽ bỏ vào đây, mình sấy 35 hoa nữa. Và mình nhận cái hoa cũ về là 33 cái cần tây. 33 cái cần tây thì mình sẽ sản xuất ra được thêm 33 chia cho 2 là sẽ là ra 15. Đúng không? 15. 15. Ok, còn 3 gram lẻ thì mình sẽ chia ra 3 gói 1 gram. Rồi. Sạch cằn luôn. Ok, như vậy là mình sản xuất được 18 gram, 1 gram 21. Ồ, nhiều lắm rồi các bạn. Cái này mình có thể là bán được cũng khá là nhiều đấy. Và mình có thêm cái hạt giống gì nữa nè các bạn. Ừ, cái này mình... Ê, cái này như là mình... Ê, mình còn trong tủ của mình 100 mấy tiền mặt nữa nè. Từ từ nha, cái này cái hạt giống này như mình bỏ vào trong này nè các bạn. Có hạt giống. Bây giờ mình đang thiếu phân bón nha các bạn. Cái phân bón này mình như mình cũng sản xuất được hay sao ấy. Đây, mình nằm ở đây nè các bạn. Đây. Ồ, chỉ mới sản xuất được nước thôi. Đấy, ủa, 1 gram nước kìa, tự ứng sản xuất 1 gram nước là gì nữa. Ok, thì các bạn thấy là ngày hôm nay mình đã hoàn thành cũng khá là nhiều công việc rồi. Thì hiện tại mình chỉ còn giao 3 người vào ngày mai để mình giao hàng cho 3 khách này thôi. Và ngoài ra thì mình còn phải làm những công việc khởi nghiệp cũng như là mình sẽ học thêm những kiến thức gì nè. Mình còn phải qua cái phần thí nghiệm mới và cũng như là tìm hiểu rồi nhận cái động cơ các thứ gì đấy. Thì ok, thì cái này hẹn các bạn vào ngày mai mình sẽ làm tiếp. Còn bây giờ chắc phải đi lên phòng ngủ rồi, buồn ngủ lắm rồi, đi nguyên ngày các bạn. Chắc mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu các bạn thấy video của mình hay, đừng quên để lại cho mình xin một like. Bạn nào chưa ấn đăng ký kênh mình thì đừng quên ấn đăng ký ủng hộ cho kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.